Kinh Văn liền cùng đồng thanh tới giải nhiệt được mát mẻ, tán rằng dưới là bảy tụng chia làm ba phần: hai tụng đầu tán thỉnh, bốn tụng dụ thỉnh, một tụng kết thỉnh. Đây là phần đầu. Một tụng đầu là tán, một tụng sau là thỉnh. Kinh Văn: như từ nước đói tới, tới sau đó mới dám ăn. Tán rằng dưới là dụ thỉnh, chia là hai phần: một tụng rưỡi là dụ, hai tụng rưỡi là thỉnh. Đây là phần đầu. Tiểu thừa thiếu thốn về pháp đại thừa gọi là nước đói, nhất thừa của Phật gọi là cơm vua, này được nghe gọi là bỗng gặp. Ngờ rằng mình không có phần, chẳng dám tu hành, gọi là chưa dám ăn. Phật thụ ký cho gọi là được lời vua dạy. Nhờ thụ ký sau mới lĩnh nạp đại thừa, tu hành đại hạnh, thích được làm Phật, đó gọi là mới dám ăn. Kinh Văn: chúng con cũng như vậy, tới mới là khoái an lạc. Tán rằng đây là thỉnh. Nghe âm thanh Phật thuyết về lý nhất thừa, nói chung rằng ta làm Phật, đó gọi là như thấy cơm vua. Chưa được biệt ký, thụ lĩnh tu hành, mừng là sẽ được quả Phật, đó gọi là chưa dám ăn. Được biệt thụ ký như được vua dạy, liền mong muốn tu hành, thích được thành Phật, đó gọi là ăn. Kinh Văn: Thế Tôn đại hùng mạnh, tới như đói phải bảo ăn. Tán rằng đây là kết về thỉnh. Kinh Văn: bấy giờ Thế Tôn tới đủ đạo Bồ Tát, tán rằng dưới là biệt ký cho ba người, phân đầu chia làm hai phần: trường hàng và kệ. Trường hàng có hai, trước nhân sau quả, đây là nhân ký. Kinh Văn: ở thân sau cùng tới Thế Tôn, tán rằng dưới là quả ký, có chín thứ, đây là tự thể ký. Hiểu được rằng thể tướng của các pháp là không, chỉ có giả danh nên gọi là danh tướng, hoặc danh và tướng hai nghĩa đều là không, cho nên gọi là danh tướng. Danh tức danh giả, tướng tức thụ pháp, hai thứ đều giả. Kinh Văn: tên kiếp là hữu bảo, tới khắp đều thanh tịnh. Tán rằng trong này có ba mục: một, tên kiếp hữu bảo, lấy lý không làm báu; hai, tên nước bảo xanh; ba, độ tướng, tướng trạng đất nước. Độ tướng có năm: một, đất đai bằng phẳng, đất đai địa chỉ sông núi; ba, cây cối; bốn, không có điều xấu vô ác; năm, hoa thanh tịnh, gò hố. Sách Ngọc Thiền giải thích rằng đất cao thì gọi là gò khâu, động đất lớn cũng gọi là gò. Kinh Văn: nhân dân đất ấy tới Na Do Tha, tán rằng trong này có hai mục: một, người ở chốn ấy trồng thì hiểu thấu đạo lý, ngoài cảm ứng được châu báu; hai, quyến thủ.